Và đây là cái tủ lạnh con này cũng khá là lâu rồi, thì giờ nó bị sự cố, nó hư rồi, giờ tôi đang xử lý nó một cái tình trạng nó không có lạnh gì hết trơn, trọi ngang dưới cũng như ngang trên. Đó. Thì bây giờ đến đây là kiểm tra, trước mắt là phải nghiêm điện vô kiểm tra con dòng điện như thế nào, để từ cái chỗ mà nhìn vô cái ampere mình sẽ biết được cái bệnh của tủ lạnh. Bắt đầu mình tiến hành xử lý nó. Có cái thì để ba tiếng một cái lóc luôn, cái liên quan tới lóc, rồi có cái như là linh kiện điện tử hư linh kiện lâu ngày quá, cũng khá là lâu rồi. Quên con này màu sáp này. Trên cỡ có là lâu năm tại chỗ còn không chạy mua sữa. Chưa hề sữa gì. Lâu năm quá phải xài liền. Cho nên tôi đến đây để cố gắng xử lý luôn cho chị để mà có chị dùng. Đây là nó hư, nó bảo vệ nó chứ, cái có cái thiết bị bảo vệ hết trơn, nhưng mà nó hư luôn cái máy nó nặng tiền lắm. Cái này nó bị gì rồi? Cái cục đó nó hư luôn. Những linh kiện mà tốt tốt xíu cho chị để chị dùng được lâu ngày.